Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Đã có rất nhiều pha cứu thua không tưởng đến từ các thủ môn và nó diễn ra rất đẹp mắt. Cũng chính nhờ những phản xạ xuất thần của họ mà khung gỗ đội nhà mới không bị rung lên. Mời các bạn cùng điểm qua một số pha bóng sau. Thủ môn Aaron Ramsdale đã bay người cứu thua xuất sắc sau cú sút của Lucas Moura. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là pha cứu thua xuất sắc nhất ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022. Trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của David Seaman là cuộc đối đầu với Sheffield United tại bán kết FA Cup 2003. Đấy là thời điểm Arsenal vừa mở tỷ số và Sheffield United đã có cơ hội đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tuy nhiên, pha dứt điểm này đã không thể khuất phục được thủ thành hay nhất nước Anh thời điểm đó. Mönchengladbach đã phải cảm ơn Jan Sommer đã bảo toàn một điểm trong trận hòa một đều với câu lạc bộ Man sau pha cứu thua đẳng cấp này. Martin Paes, thủ môn của Utrecht, cũng đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong trận cầu với Ajax ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đáng chú ý là 3 pha cứu thua liên tiếp mà anh thực hiện. Quả phạt này của câu lạc bộ Rangers đã đưa bóng chạm một cầu thủ Celtic rồi chuyển hướng. Nhưng có như thế thì cũng chưa làm khó được thủ thành Fraser Forsters. Đấy là một trong những pha cứu thua ấn tượng mà thủ môn Courtois đã thực hiện trong thời gian diễn ra trận tứ kết lượt đi giữa Real và Chelsea tại Champions League. Ter Stegen từng vinh dự đoạt giải pha cứu thua xuất sắc nhất châu Âu mùa 2014-2015. Đó là tình huống thủ môn người Đức đã hai lần liên tiếp cứu nguy trước pha dứt điểm của Lewandowski trong trận bán kết Champions League giữa Barcelona và Bayern Munich. Tiếp tục là một pha bay người tuyệt vời nữa của thủ thành này đã khiến cho tiền đạo đối phương phải sửng sốt như thể là khó mà tin nổi cú sút của mình sẽ bị cản phá. Cú cứa lòng kỹ thuật bên ngoài vòng 16m50 của Gundogan khá đẹp, nhưng mà thủ thành Lloris cũng đã kịp bay người cứu thua cho Tottenham. Thủ môn Hàn Quốc Cho Hyun-gu đã phản xạ cực nhanh để cứu thua cho đội nhà trước một pha hãm thành này của đối thủ. Đây là một trong những pha cứu thua đẹp nhất lịch sử Barca khi thủ môn Victor Valdes trong trận gặp Villarreal mùa 2011-2012. Victor Valdes đã phải dùng tới 2 lần cản phá để ngăn Rossi ghi bàn. Lần hiếm hoi Arsenal không thể ghi bàn trên sân nhà Emirates ở mùa này là thất bại 0-2 trước Liverpool. Khoảnh khắc này đã khiến Arsenal sau đó phải trả giá đắt khi Odegaard không thể đánh bại thủ môn Alisson mở tỷ số cho pháo thủ. Trận cầu ở giải ngoại hạng Nga giữa Rubin và Lokomotiv từng xảy ra một tình huống hết sức ấn tượng, đó là hai pha cản phá liên tiếp của thủ thành Yuri Dubin. Thủ môn người Chile Vincent Reyes đã có khởi đầu rất tốt trong mùa giải ở Mỹ cùng đội bóng Atlanta United khi anh bắt đầu và thể hiện một pha cứu thua xuất thần. Trong một ngày đẹp trời, Liverpool đã tạo ra hàng tá cơ hội trước Arsenal, thậm chí còn được hưởng cả quả 11m, nhưng mà ngay cả cơ hội ngon ăn ấy, họ cũng không thể mà tận dụng thành công khi Quid đã tỏ ra bất lực hoàn toàn trước người gác đền Sydney. Tiếp tục lại là một pha cứu thua xuất sắc, nhưng lần này là những cố gắng giữ bóng ngay sát trên vạch vôi.
Và đấy là tình huống phản xạ xuất thần để ngăn cản cú sút ở khoảng cách từ cự ly gần của thủ thành bên phía Valencia. Thủ thành Jordan Pickford trở thành người hùng của đội tuyển Anh với những pha cản phá thành công giúp Tam Sư đánh bại Colombia và giành quyền vào tứ kết World Cup 2018. Đặc biệt trong số đó là tình huống tung người cứu thua ngoạn mục trước cú nã đại bác của Uribe. Quả phạt bên phía Barca là một đường bóng khá hiểm hóc, nhưng mà thủ thành đối phương đã kịp bay người đúng hướng trước pha bóng này. Đó là một nỗ lực cực kỳ ấn tượng của thủ thành áo xanh, đồng thời đây cũng là một màn cứu thua hết sức hồi hộp khi anh vừa chặn bóng trên vạch vôi rồi phải giải quyết hậu quả ngay sau đó. Chelsea và Liverpool từng có một trận hòa hai đều mãn nhãn, nhưng bàn thắng vẫn chưa thể tới với Salah trong tình huống này khi uy hiếp của anh bằng cú sút vào góc cao này còn chưa đủ lớn với thủ thành Mendy. Ở trường này, mặc dù bị hai cầu thủ Leverkusen bắn phá cận thành, nhưng Jan Oblak vẫn đứng vững, cản ba cú sút liên tiếp giúp đội nhà giữ sạch lưới. Nhờ nỗ lực của thủ thành này mà bóng vẫn còn được may mắn giữ lại ngay trên vạch vôi. Mặc dù đã có tuổi nhưng mà phản xạ như điện này của thủ thành Buffon vẫn tạo nên những pha cản phá không tưởng khiến đối thủ ngao ngán. Chỉ với một tay, Ter Stegen lại có thêm một màn giữ sạch lưới cho Barca trong trận cầu gặp Valencia. Với cố gắng của mình, thủ thành áo đỏ đã cản phá thành công hai pha dứt điểm liên tiếp, song nỗ lực cuối cùng cũng đã khiến anh va đầu vào cột dọc. Cú nã đại bác ngoài vòng cấm này đã khiến cho thủ thành Ledesma bên phía Cardiff phải trổ tài với màn bay người để mà cản phá. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.